Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, đã bước vào những tháng chính đông nên các đợt không khí lạnh lại dồn về khiến cho tình trạng giá rét kéo dài tại các tỉnh miền Bắc. Với sự tăng cường vào đêm qua nên sáng sớm ngày hôm nay trời nhiều mây và có mưa nhỏ với nhiệt độ chỉ dao động từ 13 cho đến 16 độ, vùng núi còn ở mức thấp hơn. Nhiệt độ giảm thêm vào đó là những hạt mưa sẽ làm tăng cảm giác rét buốt cho người dân, đặc biệt với những ai phải lưu thông vào sáng sớm. Đến trưa chiều trời vẫn âm u và nhiệt độ không tăng cao, cùng lắm chỉ lên tới 17 cho đến 20 độ. Riêng một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc như là Mường Tè, Mường Lây, Điện Biên hay Mường La sẽ xấp xỉ từ 22 cho đến 23 độ. Gió mùa tràn về không chỉ gây rét ở miền Bắc mà còn gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho khu vực ven biển Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới, với tâm mưa lớn được dự báo ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Do mưa kéo dài nhiều ngày nên lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định sẽ có khả năng lên, đỉnh lũ các sông có thể lên báo động 2 cho đến mức báo động 3. Ngoài ra cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng đồng bằng các tỉnh nói trên. Do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, trời rét ở các tỉnh phía Bắc khu vực với nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá là 22 độ. Càng về phía Nam thì nhiệt độ tăng dần, song cao nhất cũng chỉ dao động ở mức từ 27 cho đến 30 độ cho các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận. Thời tiết tốt nhất trên cả nước trong ngày hôm nay có lẽ là ở vùng cao Tây Nguyên, khi ban ngày trời tạnh ráo ít mưa cùng nền nhiệt ổn định từ 28 cho đến 30 độ. Chỉ đến chiều tối ở phần phía Bắc của khu vực như là Gia Lai hay Đắk Lắk có khả năng có mưa nhỏ do không khí lạnh khuếch tán xuống. Đã bước vào những tháng mùa khô của khu vực Nam Bộ nên nếu có mưa thì lượng mưa tại đây cũng không quá nhiều và phân bố không đều. Xác suất mưa cao được dự báo có khả năng tập trung tại các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu hay Cà Mau. Vì thế mà ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ trải đều từ miền Tây sang miền Đông, cao nhất trưa chiều ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, ngày hôm nay do khối không khí lạnh tăng cường trở lại nên gió tại vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây ra biển động mạnh, sóng cao và bất lợi cho các hoạt động hàng hải. Tại vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, gió cũng mạnh dần lên cấp 6, cùng mưa dông xuất hiện nhiều. Các vùng biển khác chỉ có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Như vậy, Bắc Bộ tiếp tục trời rét với nhiệt độ giảm thêm do sự tăng cường của không khí lạnh. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, đề phòng lũ trên các sông lên cao, trong khi Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào ở vài nơi. Đây là bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Thank you.